Kim Lân thuộc hàng những cây bút truyện ngắn tài năng của văn học Việt Nam hiện đại. Ông thường viết về nông thôn và những con người dân quê, lam lũ hồn hậu, chất phác mà giàu tình yêu thương. Vợ Nhặt là một trong những sáng tác tiêu biểu của ông. Tác phẩm đã khắc họa thành công nhân vật chàng, một người lao động nghèo khổ nhưng giàu tình yêu thương, luôn khao khát hạnh phúc gia đình giản dị, biết hướng tới tương lai tươi đẹp. Kim Lân rất am hiểu nông thôn và đời sống của nhân dân, nên ông có những trang viết sâu sắc, cảm động. Chuyện Vợ Nhặt rút ra từ tập Con chó xấu xí được coi là chuyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân. Thiên truyện có một quá trình sáng tác khá dài, nó vốn được rút ra từ tiểu thuyết Xóm ngụ cư, cuốn tiểu thuyết viết dang dở ở thời kỳ trước cách mạng. Hòa bình lập lại, Kim Lân viết lại, Vợ Nhặt mang dấu ấn của cả một quá trình nghiền ngẫm lâu dài về nội dung và chiêm nghiệm kỹ lưỡng về nghệ thuật. Trong truyện ngắn Vợ Nhặt, Kim Lân bộc lộ một quan điểm nhân đạo sâu sắc của mình. Nhà văn phát hiện ra vẻ đẹp kỳ diệu của người lao động trong sự túng đói quay quắt. Trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khó nào, con người vẫn vượt lên cái chết, hướng về cuộc sống gia đình, vẫn yêu thương nhau và hy vọng vào ngày mai. Tiêu biểu cho những con người đó là nhân vật chàng. Đọc lướt qua câu chuyện, ta ngỡ như việc nhặt vợ của chàng là tình cờ, nhưng nghĩ cho kỹ, ta sẽ thấy rằng việc làm ấy xuất phát từ tình yêu thương của con người chân chính. Tình thương người đã cho anh quyết định dứt khoát là đưa người đàn bà xa lạ về chung sống. Hành động ấy của chàng còn tiềm ẩn khát vọng hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình mà trước đây anh không dám ao ước. Chính khát vọng và tình thương đã làm cho chàng biến đổi từ dáng vẻ bên ngoài đến bên trong tâm hồn. Mặt hắn có một vẻ gì hớn hở khác thường, hắn tủm tỉm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Với cách miêu tả ấy, trước mắt người đọc là một anh chàng khác hẳn. Từ một con người mang mặc cảm về thân phận, một trái tim cằn cỗi, nay lại hồi sinh. Về đến nhà, lúc đầu chàng thấy ngượng nghịu, rồi cứ thế, đứng ngây ra giữa nhà, chợt hắn thấy sợ sợ. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, hạnh phúc lớn lao quá khiến chàng lại lấy lại được thăng bằng nhanh chóng. Lúc sau, chàng tủm tỉm cười một mình với ý nghĩ có phần ngạc nhiên sửng sốt, không dám tin đó là sự thật. Hắn vẫn còn ngờ ngợ, nhưng không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư. Đó là sự ngạc nhiên trong sung sướng. Khi đã có vợ rồi, niềm vui sướng trong anh ngày một lớn. Dường như anh đã quên đi cuộc sống tối tăm thường nhật và cảm nhận một sự thay đổi. Chàng ý thức được trách nhiệm, bổn phận của người chồng, người chủ gia đình. Bỗng nhiên, hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Từ một con người cục mịch, sống vô tư, chỉ biết việc trước mắt, chàng đã là người quan tâm đến những chuyện ngoài xã hội và khao khát sự đổi đời. Khi tiếng trống thúc thuế ngoài đình vang lên vội vã, dồn dập, chàng đã thần mặt ra nghĩ ngợi. Đây là điều hiếm có đối với chàng xưa nay. Trong ý nghĩ của anh lại vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi để cướp kho thóc của Nhật, và đằng trước là lá cờ đỏ. Chàng nhớ tới cảnh ấy và lòng ân hận, tiếc rẻ, và trong óc vẫn thấy đám người đói và lá cờ bay phấp phới. Chàng được khắc họa nổi bật trong bối cảnh ngày đói vô cùng thê thảm ở nông thôn Việt Nam do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra năm 1945. Những người năm đói được miêu tả với khuôn mặt hốc hác u tối, những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Trong không gian của thế giới ngổn ngang người sống kẻ chết ấy, tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết, cùng với mùi gây của xác người, càng tô đậm cảm giác tang tóc thê lương. Cái đói hủy diệt cuộc sống tới mức khủng khiếp. Trong một bối cảnh như thế, Kim Lân đặt vào đó một mối tình thật là táo bạo, dở khóc, dở cười, giữa chàng và thị, một mối duyên bắt nguồn từ bốn bát bánh đúc giữa ngày đói. Kim Lân đã tạo nên một tình huống độc đáo. Chàng nhận được vợ để từ đó làm nổi bật khát khao hạnh phúc, tình yêu thương, cứu mang đùm bọc lẫn nhau của những con người đói. Ngay cái nhan đề Vợ Nhặt đã bao chứa một tình huống như thế. Nhặt tức là nhặt nhạnh, nhặt vu vơ. Trong cảnh đói năm 1945, người dân lao động dường như khó ai thoát khỏi cái chết. Giá trị một con người thật vô cùng rẻ rúng,
người ta có thể có vợ theo chỉ nhờ mấy bát bánh đúc ngoài chợ. Như vậy thì cái thiêng liêng vợ đã trở thành rẻ rúng nhặt. Nhưng tình huống chuyện còn có một mạch khác. Chủ thể của cái hành động nhặt kia là chàng, một gã trai nghèo xấu xí, dân ngụ cư, đang thời đói khát mà đột nhiên lấy được vợ, thậm chí được vợ theo thì quả là điều lạ. Lạ tới mức nó tạo nên hàng loạt những kinh ngạc cho hàng xóm, bà cụ Tứ, mẹ chàng và chính bản thân chàng nữa. Tình huống chuyện trên đã khơi ra mạch chảy tâm lý cực kỳ tinh tế ở mỗi nhân vật, đặc biệt là chàng. Anh của chàng cục mịch, khù khờ, bỗng nhiên trở thành người thực sự hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lớn quá, đột ngột quá, khiến chàng rất đỗi ngỡ ngàng. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ngờ ngợ, nhưng không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư. Rồi cái ngỡ ngàng trước hạnh phúc kia cũng nhanh chóng đẩy thành niềm vui hữu hình cụ thể. Đó là niềm vui về hạnh phúc gia đình, một niềm vui giản dị nhưng lớn lao không gì sánh nổi. Chàng thanh niên nghèo khó, bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu, gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Mặc dù người vợ được hắn nhặt về, nhưng chàng không hề rẻ rúng, khinh miệt. Trái lại, chàng vô cùng trân trọng, coi chuyện lấy thị là một điều nghiêm túc. Khát vọng mái ấm gia đình đã khiến chàng vượt qua lo lắng về cái đói, đến thân còn chẳng lo nổi, lại còn đèo vòng. Chàng chậc lưỡi, kệ cái đói, mua cho thị cái thúng con, vài xu dầu và dẫn thị về căn nhà lụp sụp rách nát của mẹ con mình. Chàng hồi hộp chờ câu đồng ý chấp thuận của bà cụ Tứ. Buổi sáng hôm sau, chàng thấy khoan khoái như người từ trong giấc mơ đi ra. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Đó là một điều thật bình dị, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc đời chàng. Hắn thấy hắn nên người. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Một niềm vui thật cảm động, lẫn cả hiện thực, lẫn giấc mơ. Chi tiết, hắn xăm xăm chạy ra giữa sân. Hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà, là một đột biến quan trọng, một bước ngoặt đổi thay cả số phận lẫn tính cách của chàng. Từ khổ đau sang hạnh phúc, từ chán đời sang yêu đời, từ ngây dại sang ý thức. Chàng đã có một ý thức bổn phận sâu sắc. Hắn thấy hắn có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Chàng thật sự phục sinh tâm hồn, đó là giá trị lớn lao của hạnh phúc. Câu kết chuyện, trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới chứa đựng bao sức nặng về nghệ thuật và nội dung cho thiên truyện. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng là tín hiệu thật mới mẻ về một sự đổi thay xã hội rất lớn lao, có ý nghĩa quyết định với sự đổi thay của mỗi số phận con người. Đây là điều mà các tác phẩm văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 không nhìn thấy được. Nền văn học mới sau cách mạng tháng 8 đã đặt vấn đề và giải quyết vấn đề số phận con người theo một cách khác, lạc quan hơn, nhiều hy vọng hơn. Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân, là tác phẩm giàu giá trị hiện thực nhân đạo, là bài ca về tình người ở những người nghèo khổ, ca ngợi niềm tin bất diệt và tương lai tươi sáng của con người. Chuyện xây dựng thành công hình tượng nhân vật chàng, một người lao động nghèo khổ mà ấm áp tình thương, niềm hy vọng, lạc quan qua cách dựng tình huống chuyện và dẫn chuyện độc đáo, nhất là ngòi bút miêu tả tâm lý tinh tế, khiến tác phẩm mang chất thơ cảm động và hấp dẫn.